Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ngân sách hay ngân sách dự phòng của nhà nước gần như không còn đồng nào. Thông tin kinh hoàng. Nhiều người đã bàng hoàng khi nghe ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam rằng ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Song song với thông tin động trời ấy, trong cuộc họp giữa Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm 16 tháng 9, ông Phước nói thêm rằng chính phủ không còn tiền hỗ trợ cho hàng chục ngàn quân nhân, công an đang tham gia chống dịch ở Bình Dương, Đồng Nai và giờ chỉ trông vào khoản dư ra là từ tiết kiệm chi phí khoảng 14.620 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước báo cáo tại phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 16 tháng 9. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Bộ Tài chính khẳng định ngân sách dự phòng trung ương năm nay với 17.500 tỷ đồng đã được chi hết. Trong khi đó, nhu cầu chi cho phòng chống dịch COVID-19 còn rất lớn. Trước đó, báo Tiền Phong cũng đưa tin vào hôm 31 tháng 8 rằng thu ngân sách nhà nước năm nay đã chính thức đạt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng sau 8 tháng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 820.000 tỷ đồng, tức là tăng 12% so với cùng kỳ, bất kể ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Độc giả của một số cơ quan truyền thông chính thức đã bày tỏ nhiều nhận xét khác nhau trên diễn đàn của các cơ quan trong thiên truyền thông này về những thông tin đề cập tới đã gây bức xúc dư luận và đồng thời nỗi lo lắng lan truyền khắp Việt Nam. Cũng không ai giấu được sự lo âu cả sau khi nghe những tin như thế. Một số độc giả của tờ báo Tuổi Trẻ bình luận như sau: cứ chống dịch COVID-19 như hiện nay, phong tỏa, test nhanh toàn thành phố thì ngân sách lớn cỡ nào cũng không chịu nổi. Vấn đề bây giờ là hạn chế phong tỏa để các doanh nghiệp sản xuất có nguồn thu, đừng làm xét nghiệm tràn lan vừa tốn kém vừa không hiệu quả. Có như vậy thì ngân sách mới kham nổi, hoặc như so sánh thế này, nhà mình cũng vậy, gần như không còn đồng nào sau 30 tháng 9 nếu tiếp tục giãn cách là đói thật sự. Còn trên mạng xã hội, song song với việc bày tỏ những nhận xét cá nhân, nhiều người đã chia sẻ nhận định của bà Vũ Kim Hạnh rằng rất nguy, ngân sách cạn kiệt. Mới đây một tháng rưỡi trước, vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, báo chí đăng rằng ngân sách nhà nước bội thu gần 62.000 tỷ đồng sau 7 tháng. Còn sau đây là thông tin mới như sau. Sáng hôm nay, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết hiện nay ngân sách nhà nước rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Đây là hình ảnh bản tin trên báo Tuổi Trẻ. Bộ Tài chính khẳng định ngân sách dự phòng trung ương năm nay với 17.500 tỷ đồng đã được chi hết sạch. Và rõ ràng đây là thông tin từ các tờ báo của nhà nước Việt Nam, chứ không phải là tin đồn vỉa hè. Tài chính, doanh nghiệp, cơ quan của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và cả trên tờ báo Tài chính, cơ quan của Bộ Tài chính chính thức. Và trước đó, chỉ một ngày, trên mạng xã hội đã có bài toán về câu chuyện có thể có liên quan đến nguyên nhân và kết quả như sau. Xài sang hơn cả Mỹ để bắt F0. Hà Nội vừa thông báo đến ngày 14 tháng 9 đã phát hiện được 19 ca F0 từ cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc từ 3.128.380 mẫu. Trong số này có 2.311.514 mẫu xét nghiệm ET và 818.000 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Thử tính chi phí hoạt động công khai này bằng bài toán học sinh cấp 1 như sau. Chi phí test ET-PCE là lấy mẫu 100.000 đồng một mẫu, xét nghiệm 634.000 đồng mẫu trên hộp, tạm tính mẫu hộp là 10. Như vậy tổng cộng khi nhân ra một con số tiền rất khổng lồ, lên tới 146 tỷ đồng. Và chi phí test nhanh sau khi nhân ra con số cũng rất khủng khiếp, đó là 194 tỷ đồng. Và cuối cùng đi đến kết luận là tổng chi phí cả hai phương pháp là tới 572 tỷ đồng. Và cuối cùng để phát hiện ra chỉ có 19 F0. Vậy chi phí để phát hiện một F0 là 30 tỷ đồng. Tức là cuộc xét nghiệm thần tốc ở Hà Nội với kết quả bắt được 19 ca F0 cho ra chi phí để Hà Nội bắt được một ca F0 là 30 tỷ đồng mỗi ca. Như vậy là quá lớn và lãng phí cho ngân sách nhà nước. Ngân sách này lấy ra từ tiền thuế của người dân. Đây là những đồng tiền gần như cuối cùng của nhà nước Việt Nam.
Đây là hình ảnh xét nghiệm nhanh COVID-19 bằng cách ngoáy mũi ở Hà Nội. Chủ tịch Trung Ngọc Anh đã yêu cầu xét nghiệm toàn thành phố Hà Nội từ ngày 6 đến 12 tháng 9. Chưa tính đến chi phí các nguồn lực khác của xã hội phục vụ cho việc tổ chức xét nghiệm. Chi phí ngầm không tính được do tổ chức thần tốc có thể là nguồn lây nhiễm mới, cũng chưa tính được thiệt hại kinh tế do giãn cách xã hội trong thời gian này. Cách đây 3 hôm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có trả lời phỏng vấn một hãng thông tấn quốc tế. Ông nói như sau: trong việc kiểm toán hoạt động của nhà nước, nay cần thêm vào nội dung kiểm toán về việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19. Và cụ thể, ông đề cập đến vấn đề như mẫu xét nghiệm đơn hoặc mẫu gộp thế nào, test nhanh như thế nào, một mẫu xét nghiệm PCE mất nhiều tiền, đắt hơn vaccine rất nhiều. Và rõ ràng chúng ta không ai chống xét nghiệm, nhưng không có nước nào trên thế giới ngoại trừ Trung Quốc có hạ tầng dữ liệu và mục đích khác dám chơi sang một cách bất chấp như thế này. Tức là không cần tính toán, chọn mẫu để tiết kiệm. Và đây là một cuộc xét nghiệm ở một địa phương thôi. Trên cả nước đã có biết bao nhiêu cuộc xét nghiệm hào phóng và bất chấp đến như vậy. Như vậy những đồng tiền khổng lồ này cuối cùng sẽ rơi vào ai? Những nhóm lợi ích đứng sau những vụ xét nghiệm lớn như thế này lại được hưởng lợi. Vào ngày 13 tháng 9, được chính phủ hỗ trợ, hệ thống truyền thông của nhà nước đồng loạt phát hình tường thuật rộng rãi về cuộc họp trực tuyến giữa ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam với lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo 26 huyện, thị xã và lãnh đạo 317 phường, thị xã, thị trấn của hai tỉnh này. Sau khi ông Thủ tướng phát biểu, ông thấy rất sốt ruột, rất quyết liệt, không chỉ báo giới mà ngay cả mạng xã hội cũng chỉ trích kịch liệt sự lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền địa phương, đặc biệt là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Kiên Giang. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, lúc cảnh báo ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào đã được phát đi, thì chính quyền tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ chi tới 128 tỷ đồng để xét nghiệm diện rộng. Như vậy, những ca xét nghiệm này lại rơi tiền vào túi ai thì mọi người hẳn sẽ biết. Đây là hình ảnh cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Phạm Minh Chính với hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang vào 13 tháng 9 được trình chiếu trên TV. Ông Tẩm Dương viết thế này sau sự kiện đó như sau: hôm trước Thủ tướng họp trực tuyến với Bí thư Kiên Giang rằng không biết thì nói không biết. Hôm nay tỉnh ấy vâng lệnh, biết rõ nên nói sẽ chi 128 tỷ đồng để test đại trà. Sau Sài Gòn, Hà Nội lại tới Kiên Giang, cả nước có hơn 60 tỉnh thành, test đại trà thì số mực khả quan nghe qua là biết. Có người thật thà hỏi bộ kit tức là bộ xét nghiệm ở đâu mà lắm thế. Bộ kit của Việt Nam đang sở hữu thuộc dòng kit thạch xanh, xài bao nhiêu cũng không hết. Mai kia có kỷ niệm gì đó, đại hội gì đó là ví dụ thế, nhân dân cả nước hân hoan, phấn khởi chào đón loại test sốt ruột. Và sẽ xét test suốt một lượt như thế. Test xong âm tính, ai ra đường cho đông vui, ai dương tính ở nhà vẫn phất cờ căng biểu ngữ hô khẩu hiệu, há chẳng ầm ĩ. Có người nói xa thế này, ngoáy nhiều như thế, lỡ dân Việt Nam toàn mũi thì sao? Lại có người nói rằng, tìm được cái may trong cái rủi mới là bậc đại trí. Về khoản chống dịch yên dân thì Việt Nam hơi kém, nhưng bù lại về khoản thẩm mỹ vá mũi thì Việt Nam sẽ thu nhập được rất nhiều kinh nghiệm. Lo gì không sánh vai được với các nước Á Âu. Cũng có người dân đặt câu hỏi, thế sẽ tuyên truyền thế nào, cổ động thế nào? Trả lời rằng tuyên truyền thì nội dung là ngoáy mũi toàn dân. Trước đó thêm các danh từ như phong trào, ngày hội, tuần lễ, chiến dịch, cái gì chẳng được. Cổ động ngoài việc nêu ra mục đích, xác định còn phải mang tính chất cụ thể và thái độ khẳng định. Sẽ căng một biểu ngữ ở tất cả các trạm ngoáy mũi quốc gia trên toàn quốc. Và ghi rõ như sau, đây là nơi ngoáy mũi tầm soát người nhiễm COVID, nhiễm ít ngoáy ít, nhiễm nhiều ngoáy nhiều, không nhiễm cũng ngoáy. Và đấy là những điều mà dư luận xã hội bức xúc đưa ra. Còn chỉ đạo thì sao, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Làm đã Thủ tướng chỉ đạo biến mỗi phường xã thành một pháo đài cũng là một thủ tướng. Xét nghiệm thần tốc trên diện rộng là yêu cầu từ thủ tướng, vân vân. Việt Nam trước sau bất nhật và họ dường như rất luống cuống trong việc phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Nếu Thủ tướng không lôi Kiên Giang ra đe nẹt để biểu diễn rất sốt ruột, rất quyết liệt, có lẽ Kiên Giang không chi 128 tỷ chỉ để xét nghiệm. Nếu hệ thống tuyên truyền của nhà nước không loan báo giữa đêm, Thủ tướng vẫn gọi điện thoại, cật vấn bí thư, thị trấn, chủ tịch huyện ở An Giang, có lẽ chính quyền tỉnh này không hối hả thúc giục các cơ quan hành chính dưới quyền của mình kiên quyết thực hiện giới nghiêm ở khu vực bị phong tỏa, vân vân. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngay sau đó, Thủ tướng lại chỉ trích phong tỏa. Ông nói,
Có một khu phố thôi phong tỏa luôn cả xã, cả phường. Có một xã thôi phong tỏa luôn cả huyện. Phong tỏa để làm gì khi không đặt ra, không có mục tiêu, không có lộ trình, không có biện pháp. Cứ phong tỏa 14 ngày xong, thấy có F0 lang thang trong cộng đồng, lại phong tỏa rồi lại tiếp tục phong tỏa. Tôi mới hỏi tiếp tục phong tỏa đến bao giờ, tôi mới nói anh em bây giờ phải làm lại. Nói phải rất rõ, làm sao nói phải thật là giản dị, khoa học ở chỗ giản dị, làm sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra và dễ đánh giá. Như vậy là ông Thủ tướng vẫn vô sự sau khi chỉ đạo xong xuôi rồi lại phê phán ngược lại. Xuôi rồi ngược, ngược rồi lại xuôi, không chỉ khiến hậu quả của đại dịch thêm tồi tệ. Sự rối rắm bất cập trong quản trị, điều hành đã trình diễn thêm một hậu quả nữa, vừa được chính phủ xác nhận, đó là ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Dẫu có thế nào thì chăng nữa, thì Thủ tướng vẫn thế, vẫn là một ngôi sao sáng, vẫn đăng lên và truyền thông nhà nước vẫn tiếp tục lại tung hô ông Thủ tướng như mọi lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 với bản tin Ngân sách hay ngân sách dự phòng gần như không còn đồng nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.